Mặc dù những tỷ phú tự thân như Jeff Bezos và Elon Musk đã kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ trong đại dịch, theo một báo cáo, không ai có thể đo được với các gia tộc giàu có lâu đời. 10 trong số những gia tộc giàu có nhất nước Mỹ, bao gồm gia đình Walmart, Kors, Marx, cũng chứng kiến tài sản tăng vọt trong đại dịch. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chính sách IPS vừa công bố cho thấy tổng giá trị tài sản ròng của 10 đế chế này đã tăng hơn 136 tỷ đô la Mỹ trong vòng 14 tháng qua. Báo cáo không những chỉ rõ cách mà tài sản của các gia tộc này đã tăng hàng tỷ đô la trong năm ngoái, mà còn cho thấy cách để tài sản đó đảm bảo mức tăng theo cấp số nhân trong nhiều thập kỷ. Năm 1983, tài sản gia tộc Walton, chủ sở hữu tập đoàn Walmart, trị giá khoảng 2,15 tỷ đô la Mỹ, khoảng 5,6 tỷ đô la Mỹ theo giá trị đồng đô la Mỹ hiện nay. Đến cuối năm 2020, con cháu của gia tộc Walton đã có tổng tài sản ròng trị giá hơn 247 tỷ đô la Mỹ, tăng 4.320% sau khi đã điều chỉnh theo lạm phát. Mars, gia tộc đứng sau đế chế sản xuất kẹo của Mỹ, cũng hưởng lợi lớn khi tăng 28% giá trị tài sản, tương đương 21 tỷ đô la Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 5 năm nay. Theo đó, từ năm 1983 đến năm 2020, tài sản của gia đình Mark đã tăng 3.517%. Đây cũng là 127 gia tộc xuất hiện trong danh sách của Forbes vào năm 1983 và năm 2020. Tổng tài sản của 27 gia tộc này đã tăng trung bình 2.484% trong thời điểm trên. Cũng theo báo cáo của IPS, từ năm 1989 đến năm 2019, mức giàu có trung bình của một gia tộc điển hình ở Mỹ đã tăng 93%, đã được điều chỉnh theo lạm phát. Ông Collins, giám đốc chương trình IPS về bất bình đẳng và công ích cho biết, những gia đình này không chỉ kiếm được nhiều tiền hơn mà còn ngày càng giỏi hơn trong việc lách thuế. Theo đó, họ rất hạn chế đóng góp từ thiện, trốn thuế thông qua các công cụ như quỹ tín thác. Ngoài ra, họ còn vận động hành lang để phản đối việc tăng thuế đối với tầng lớp giàu có. Theo báo cáo, trong 10 năm qua, tập đoàn Mars đã chi hơn 20 triệu đô la Mỹ để vận động hành lang chống lại việc tăng thuế. Trong đó, riêng năm 2020, Mars đã chi 720.000 đô la Mỹ cho các vấn đề liên quan đến cải cách thuế bất động sản và quà tặng. Tuần trước, một cuộc điều tra của ProPublica đã tiết lộ 25 người Mỹ giàu nhất đã trả thuế suất thực tế chỉ 3,4% từ năm 2014 đến năm 2018, mặc dù giá trị tài sản ròng của họ tăng hơn 400 tỷ đô la Mỹ trong thời gian trên.